Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình iRub nhận 1000 token có hiệu là TBKT. Giá con này khá là cao nha tất cả các bạn. Giá hiện tại bây giờ là 0.004 một token của USD cho một TBKT nha tất cả các bạn. Con này đã list rất là nhiều sàn rồi. Nói về con TBKT này thì khá là nổi tiếng dân trên YouTube Wallet thì ai cũng biết rồi tất cả các bạn. Để tham gia dự án cảm ơn list phần link mô tả mình, các bạn sẽ nhận được 1000 TBKT và một lượt ghép có thể là 50 TBKT, minimum là 15 ghepper, là nghĩa là nó nói là live ghepper Ubiman là nó là không chấp nhận những cái tài khoản ảo 15 ghép nha các bạn. Rồi đi clip hình đi mô tả mình bảo bấm nút ta để chat chatbot nè. Vì dự án miễn phí các bạn nên làm nha các bạn. Hiện tại mình thường tìm thấy những dự án của TBKT thì khá sau khi các bạn bấm nút ta nó sẽ ra giao diện gì các bạn join vào ba kênh giúp của nó nha các bạn, rất là dễ luôn. Rồi các bạn join vào hai kênh này mình join rồi nha tất cả các bạn. Rồi sau khi các bạn join vào xong các bạn nhấp vào ZM join channel. Em của mình ra nha tất cả các bạn. Rồi để mình hướng dẫn các bạn lấy cái username các bạn viết sau link vô trang cá nhân của mình, các bạn vào setting nè. Các bạn sẽ thấy cái username mình nằm đây tên các bạn, @anh1113. Rồi các bạn trở về bot nha các bạn. Rồi các bạn gỡ lại cho nó cái username @anh1133. Rồi các bạn gỡ cho nó một cái name nha các bạn. Rồi sau đó send UBNB, các bạn mở ra lấy cái địa chỉ TBKT hoặc là cái ví BNB nào chỉ TPKT hoặc là cái gì BNB cũng được đó các bạn, nó chạy trên nền tảng BNB mà. Rồi các bạn gỡ lên cho bot. Thin you rồi các bạn bấm vào nút you get support you join the channel thank you, nó cảm ơn mình đó các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút refer nè. Mỗi một lượt ghép các bạn sẽ nhận được 50 token TBKT nha các bạn. Khoan đây mình bấm vào một biết vào. Mình bắt cái chỉ vô thôi các bạn. Minimum 750. Thôi cái này để đi các bạn. Sau khi các bạn lấy liên ghép chia sẻ cho bạn bè, các bạn có thể rút là 750 là nghĩa là nhiêu ta? Một ghép nó 50, 100, 200, 300. Vậy các bạn phải chia sẻ 14 ghép nha các bạn. 15 ghép là các bạn có thể rút luôn. Còn ai ghép nó phân phối sau các bạn, về video mình kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn đừng comment dưới. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn nhớ like, share và cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé.